mà tôi mừng lắm, mừng lắm biết cái nào mà tôi được nhiêu đây, tôi mừng lắm. Cảm ơn mình đừng quên, cảm ơn anh. Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thật sự con rất là vui và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân. Đó là cô xin được phép giấu tên, hỗ trợ những cái phần quà rất là đặc biệt dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân cái mùa dịch bệnh ngày hôm nay. Thì xin mời các cô chú, anh chị vào cùng với con nha. Thì con đang có mặt ở dưới gầm cầu của Vĩnh Bình, ở đây gọi là xã Vĩnh Bình. Thì ở đây có một hộ gia đình, đó là bà Tư. Thì bà Tư sống ở dưới gầm cầu ấy, thì cuộc sống vào cái mùa dịch bệnh này bà rất là khó khăn luôn. Giờ hôm nay thì sẽ đi vào thăm hỏi bà. Đây là cái căn nhà và cái phần mà con đứng là ở dưới cái phần gầm cầu. Thì ở phía trên xe lớn xe nhỏ là cái đường lộ lớn người ta sẽ chạy qua đây. Thì bà Tư sống tạm bợ và nhờ vào cái phần che chắn ở trên để che nắng che mưa. Đây. Dạ, con chào bà Tư nha. Bà Tư phịch khẩu trang lên. Bà Tư phịch khẩu trang lên. Dạ dạ. Bà Tư, con chào bà Tư nha. Bà Tư khỏe không? Khỏe, mệt chứ ngon. Dạ. Bà Tư qua đây ngồi với con nha. Dạ. Thì giới thiệu cho cô chú anh chị biết thì bà Tư sống một mình ở đây thôi. Thì vào dịp ngày hôm nay thì cũng đang là bão số 3. Thì căn nhà của bà Tư nó cũng dột hết trơn rồi. Dạ. Cuộc sống của bà Tư ở đây cũng rất là khó khăn, căn nhà bên đây thì cũng lủng lỗ hết trơn luôn rồi. Trời mưa là không biết là có dột ở đâu không bà Tư ha? Dột trong bồn dột gì trong đó dột dạ. Hết. Trong bồn dột hết luôn hả bà Tư? Dạ. Giờ ngày hôm nay thì con đến thăm bà Tư. Bà Tư qua đây với con nha. Dạ. Bà Tư đến đây. Bà Tư ngồi xa với con nha. Bà Tư tạm thời là xa nhau với con đi. Dạ. Dạ. Bà Tư ơi, bà Tư ăn uống gì chưa? Cháo ăn. Dạ, bà Tư ăn cháo hả? Dạ. Không có gì ăn cơm, ăn cháo. Hôm ngày cái mùa dịch bệnh rồi, con cháu bà làm ở trên Bình Dương có về thăm bà không bà Tư? Không có được, đi đứa nào về mắc kẹt trên hết trơn rồi, con mắc kẹt dạ. Nằm trong vùng dịch không ạ. Dạ. Rồi hôm ngày thì bà Tư còn có đi bán giấy số được nữa không? Dạ không, giấy số nhà nước nghỉ rồi đó. Dạ. Nghỉ rồi, thành ra mới nghỉ đi bán chứ. Dạ. Vì bà Tư ở nhà là bây giờ dịch bệnh cũng khó khăn đó, rồi bà Tư ăn uống như thế nào? Thì có người ta đem gạo lên để cho người 5 kg, 10 kg đó con. Dạ. Rồi để dành người ăn. Dạ. Là nhờ mọi người cho gạo, cho đồ ăn bà Tư, rồi bà Tư ăn hàng ngày hả? Dạ. Dạ. Đã đem gạo cho ăn cho nó tươi, nó thấm con. Dạ. Rồi mỗi tháng rồi bà Tư đi lãnh thuốc ở đâu? Lãnh thuốc như là thiền lãnh đó con. Dạ, rồi bây giờ bà Tư có được đi lãnh để uống không? Không, tại vì bệnh dịch này người ta không có đi lãnh được. Dạ. Không có cho đi. Rồi trong dịch bệnh này khó khăn rồi, con cháu có gửi tiền về để phụ bà để sống hàng ngày không bà? Nói chở nó cũng cách ly hết trơn, còn không có ai ở nhà, đi nhà chơi. Bà Tư ở một mình như vậy rồi, cơm nước gì là bà Tư tự lo hết hả? Nấu ăn, nấu ăn sáng ăn chiều luôn á con. Dạ. Rồi trời đang mưa lớn vậy là nhà bà Tư có dột chỗ nào không bà Tư? Dột ở trong đó hết, trong ngoài này che mưa che mũ đó con. Dạ. Chứ không có mũ này nó xả xuống hết trơn. Ở trên là một phần trắng trắng là toàn lủng lông á, toàn lủng á rồi thấy trời á. Ở dưới thì trời mưa thì nước ở dưới mấy sông thì nó dâng lên rất là cao. Để con dẫn cô chú anh chị xem nha. Ở phía trên là một cái gầm cầu. Còn ở phía dưới nhà của bà Tư á, là một cái bến sông. Nó cái con sông. Ở đây nước rất là nhiều luôn. Bây giờ thời điểm ở bên đây thì đang cái mùa nước lũ, nước dâng lên rất là cao. Ở đây gió thổi vô quá nhiều quá bà Tư ha. Bà Tư thu thủi ở nhà có một mình, bà Tư buồn bà Tư? Buồn thì buồn cũng phải ráng chịu thôi chứ giờ làm sao rồi con. Dạ. Con cháu nó đi làm ăn rồi nó mắc kẹt ở trển hết rồi đâu có đứa nào về được đâu. Dạ. Rồi tối đồ này kia bà Tư ngủ nghe đồ được không bà Tư? Bữa thì mình khỏe trong người thì ngủ được, bữa nào không khỏe thì ngủ không được vậy đó con ơi. Dạ. Nó thường xuyên hoài vậy đó. Rồi. Và cái mùa dịch này á, bà Tư gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà Tư. Đừng ăn uống đầy đủ nha. Dạ.
Hôm nay thì bà Tư rất là may mắn luôn khi được một mạnh thường quân, cô xin được phép giấu tên thì gửi tặng cho bà Tư một cái món quà rất là quý trong cái mùa dịch này nha bà Tư, để cho bà Tư bớt phần nào đỡ khó khăn hơn trong cái cuộc sống vào cái mùa dịch này. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn mấy cô. Dạ. Thì con xin gửi cái món quà của san sẻ yêu thương của cô dành cho bà Tư. Và bà Tư mở ra xem nha. Dạ. Vậy gì vậy vậy con ơi, con có gì vậy? Cảm ơn mình được hơn, cảm ơn nhớ mẹ, cảm ơn ai còn nha, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Tôi mừng lắm rồi con ơi, cảm ơn rồi mấy con nó gần nha. Dạ. Cảm ơn mấy con nha, cảm ơn. Dạ bà Tư. Dạ. Bà Tư nhớ giữ gìn cái số tiền này để bà Tư có thể sử dụng những cái việc cần thiết trong cái mùa dịch này bà Tư nha. Dạ. Nên để lúc đó cái trong đổ ra mà nó mệt hoài con ơi, mà giờ bác sĩ với nói giờ đang bệnh dịch này ta không có làm cái này. Dạ, bà Tư nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ cô ơi, thì hôm nay đến khi mà nhận được cái phần quà của cô gửi về cho bà Tư á, thì bà Tư rất là xúc động và rất là mừng luôn. Thì cái món quà ngày hôm nay rất là quý đến với bà Tư. Con cũng xin đại diện cho bà Tư chúc cô luôn luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha cô. Dạ, con chào cô, chào các bạn.